Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự tối thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng nâng cao chất lượng và năng suất cây chè. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, người nhiễm HIV/AIDS cần tham gia bảo hiểm y tế để được tiếp cận thuốc ARV. Bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8. Giá cà phê tươi đang có xu hướng tăng dần, đã mang lại niềm phấn khởi cho bà con nông dân ở tỉnh Đắk Nông. Giảm nghèo, dù đã nỗ lực rất nhiều, song câu chuyện thoát nghèo vẫn là bài toán nan giải trên toàn thế giới. Gương sáng trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế và tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt lối sống văn hóa ở huyện Đam Rồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, chương trình hành động 5 năm giai đoạn 2018-2023 và tập huấn cán bộ Công đoàn Toàn quân năm 2018 cho trên 260 đại biểu là trưởng Ban Công đoàn, trợ lý Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang. Trong thời gian 3 ngày từ 17 tháng 10 đến 19 tháng 10, Ban Công đoàn Quốc phòng sẽ quán triệt một số nội dung liên quan đến nghị quyết Đại hội 12 của Công đoàn Việt Nam. Mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động Công đoàn, quân đội 5 năm giai đoạn 2018-2023. Bên cạnh đó, giới thiệu một số nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách cho lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, Ban Công đoàn Quốc phòng còn tổ chức tọa đàm nhằm trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn, quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc quán triệt nghị quyết Đại hội 12 của Công đoàn Việt Nam, chương trình hành động Công đoàn quân đội 5 năm giai đoạn 2018-2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ quyết định đến chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân viên chức lao động quốc phòng và hoạt động công đoàn trong quân đội, mà còn góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời qua đó làm cơ sở để mỗi cán bộ công đoàn toàn quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tại đơn vị, cơ sở trong toàn lực lượng. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Đào tạo Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn phổ cập kiến thức đối ngoại cho 120 học viên là cán bộ công chức làm công tác đối ngoại tại 14 tỉnh miền Trung Tây Nguyên thuộc cụm thi đua số 4 Bộ Ngoại giao. Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10, các học viên được cung cấp các thông tin tổng quan về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay và định hướng phát triển trong thời gian tới. Quan hệ đối ngoại với các nước lớn, công tác đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế, công tác đoàn ra, đoàn vào, theo quy chế 272 của Bộ Chính trị về quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, công tác lễ tân và công tác lãnh sự. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng đối ngoại cần thiết, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới. Chuyển sang thông tin khác, sáng ngày 17 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Ban Thường trực Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam nhằm sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại của năm 2018. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Xổ số Kiến thiết tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và phát biểu chúc mừng cùng hơn 100 đại biểu đến từ 22 công ty xổ số kiến thiết, sở tài chính thuộc 21 tỉnh thành khu vực miền Nam tham dự hội nghị. Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Xổ số Kiến thiết tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh với đà phát triển của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh thành phố khu vực miền Nam nói chung trong công tác tạo công ăn việc làm, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Từ những việc làm ý nghĩa của hoạt động xổ số kiến thiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tài chính và các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo nguồn thu để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chương trình an sinh xã hội, địa phương và khu vực. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, mặc dù còn gặp những khó khăn, nhưng trong 9 tháng qua, hoạt động xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định.
Cụ thể, doanh số phát hành đạt trên 75.370 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt gần 62.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt trên 81% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách gần 21.000 tỷ đồng. Chi phí trả thưởng đạt gần 30.000 tỷ đồng, chi phí phát hành gần 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận thực hiện gần 7.900 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ và đạt hơn 90% kế hoạch năm 2018. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội địa phương với nguồn kinh phí gần 199 tỷ đồng để xây dựng các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, thực hiện các chương trình tiếp bước trẻ em đến trường, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng sửa chữa 1.367 căn nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn. Trong 3 tháng còn lại của năm 2018, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp điều hành kinh doanh hiệu quả để duy trì ổn định thị trường, phát triển doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ, nghiên cứu bổ sung các loại hình xổ số mới được pháp luật cho phép để đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm, tích cực cải tiến công nghệ và kỹ thuật in vé số truyền thống để hạn chế tình trạng vé số giả và tăng cường phát hành vé số xuân để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thay thế được hơn 2.000 hectare chè, trong đó có hơn 173 hectare chè chất lượng cao và hơn 1.800 hectare chè cành cao sản. Mặc dù diện tích chè của Lâm Đồng giảm gần 12.700 hectare từ năm 2013 đến nay, nhưng chất lượng vùng nguyên liệu lại được cải thiện thông qua việc thực hiện tốt công tác chuyển đổi giống chè hạt, năng suất thấp, sang các giống chè chất lượng cao và chè cành cao sản. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thay thế được hơn 2.000 hectare chè, trong đó có hơn 173 hectare chè chất lượng cao và hơn 1.800 hectare chè cành cao sản. Và mục tiêu đến năm 2020, Lâm Đồng sẽ chuyển đổi 6.000 hectare, bao gồm 2.000 hectare chè chất lượng cao và 4.000 hectare chè cành cao sản. Diện tích vườn chè còn lại hiện nay phần lớn có năng suất chất lượng tốt. Năng suất chè năm 2018 ước đạt trên 123 tạ một hectare, tăng 31% so với năm 2013. Tiếp nối chương trình thời sự tối nay, bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, đơn vị thành phố Bảo Lộc đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Người nhiễm HIV cần tham gia bảo hiểm y tế để được điều trị thuốc ARV kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thuốc ARV sẽ nằm trong quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Ngày 17 tháng 10, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn đã tham dự. Với chủ đề Thể dục Thể thao Lâm Đồng hội nhập và phát triển, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng là sự kiện văn hóa thể thao lớn được tổ chức 4 năm một lần, chính thức diễn ra từ tháng 1 năm 2018. Sau các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao tại các xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 thu hút trên 1.200 vận động viên đến từ 12 huyện, thành phố và 3 ngành công an, quân đội và giáo dục đào tạo tham gia tranh tài ở 12 bộ môn với 14 nội dung thi đấu để tranh 130 bộ huy chương các loại. Theo ban tổ chức, đây được xem là đại hội thành công nhất từ trước đến nay. Thông qua đại hội không chỉ là dịp để địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao trong mọi đối tượng tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, giữ gìn và phát huy các môn thể thao quần chúng, thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, mà còn là điều kiện để đội ngũ cán bộ huấn luyện viên, lực lượng trọng tài đẩy mạnh công tác quản lý điều hành cũng như tuyển chọn lực lượng chuẩn bị tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Kết thúc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, đơn vị thành phố Bảo Lộc đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 33 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 32 huy chương đồng. Nhì thuộc về thành phố Đà Lạt với 24 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh xếp thứ 3 với 18 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành và chính quyền các địa phương trong việc tổ chức thành công đại hội, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành văn hóa thể dục thể thao tiếp tục quan tâm, nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác thể dục thể thao, chú trọng bồi dưỡng, tuyển chọn các tài năng tham gia các giải thể thao, hoàn thiện các thiết chế thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở,
tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với các phong trào thi đua khác. Dịp này, ba đơn vị thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và ngành giáo dục đào tạo vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tặng cờ thi đua. 12 tập thể và 10 cá nhân vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8. Trước đó đã diễn ra trận chung kết bế mạc giải bóng đá Nam Đại hội Thể dục Thể thao giữa hai đội bóng thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng. Sáng ngày 17 tháng 10, trận chung kết giữa hai đội bóng đến từ thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng với tỷ số 2-1 đã chính thức khép lại giải bóng đá Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2018. Tham dự giải có 14 đội, gồm ngành công an, quân đội, giáo dục đào tạo và 11 huyện, thành phố, thi đấu vòng loại ở 4 cụm, chọn 4 đội đứng đầu mỗi cụm vào bán kết và chung kết. Theo đánh giá của ban tổ chức, năm nay các đội dự giải đã có sự chuẩn bị tốt nên chất lượng chuyên môn khá cao, trình độ các đội bóng đồng đều, nên việc tranh chấp các thứ hạng cao đã diễn ra khá kịch tính và hấp dẫn. Kết quả, đội bóng huyện Đức Trọng đã vô địch giải bóng đá Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8. Thứ hạng 2 được trao cho thành phố Đà Lạt và đồng hạng 3 là huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải phong cách, cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc và vu phá lưới cho các vận động viên có thành tích cao tại giải lần này. Xin được chuyển sang lĩnh vực y tế. Sáng 17 tháng 10, Sở Y tế Lâm Đồng đã sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác giám sát, phát hiện và tích cực triển khai các biện pháp dự phòng, khoanh vùng, xử lý ngay khi phát hiện các ca bệnh truyền nhiễm đầu tiên. Đảm bảo đầy đủ thuốc men, hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Không có trường hợp nào tử vong do các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh truyền nhiễm gây dịch. Cụ thể, bệnh tay chân miệng 9 tháng đầu năm ghi nhận hơn 300 ca mắc, giảm 159 trường hợp. Bệnh sốt xuất huyết phát hiện 189 trường hợp, giảm 177 trường hợp so với cùng kỳ. Bệnh sởi ghi nhận 4 ca mắc. Bên cạnh đó, ngành y tế đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia y tế, đảm bảo đủ thuốc phục vụ người bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến tỉnh đã áp dụng nhiều kỹ thuật y tế mới trong khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ. Công tác thu dung, điều trị bệnh nhân cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Các cơ sở điều trị thực hiện tốt công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tuyến y tế cơ sở được củng cố. Công tác xã hội hóa y tế tiếp tục phát triển, góp phần đáng kể trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bên cạnh những kết quả trên, vẫn còn một số tồn tại như số ca trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp trong 9 năm gia tăng đột biến tại huyện Đà Tẻ. Cụ thể, từ 10 tháng 9 đến 11 tháng 10 2018, số ca đến khám và điều trị có các triệu chứng trên tại Trung tâm Y tế huyện Đà Tẻ là 1.924 ca, tăng cao so với cùng kỳ. Nguồn nhân lực y tế vẫn còn bất cập so với yêu cầu hoạt động của ngành, chủ yếu là thiếu bác sĩ, cán bộ y tế có trình độ trên đại học và chuyên khoa sâu, cơ sở vật chất còn gặp khó khăn, v.v. Ngành y tế Lâm Đồng ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018, trong đó tiếp tục tăng cường công tác giám sát, điều tra các bệnh dịch lưu hành và các bệnh dịch nguy hiểm, bệnh mới nổi như cúm A, tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, viêm đường hô hấp. Đảm bảo đầy đủ hóa chất, vật tư cho công tác phòng chống dịch, duy trì công tác giám sát dịch tễ, ca bệnh, côn trùng, huyết thanh, sốt xuất huyết tại các huyện lưu hành. Tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc men trong khám chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thuốc ARV điều trị cho những người nhiễm HIV/AIDS nằm trong quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên hiện nay trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân HIV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nhân bỏ điều trị vì không có khả năng chi trả và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng sẽ cao hơn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Lâm Đồng, hiện nay đơn vị đang điều trị cho hơn 500 bệnh nhân nhiễm HIV bằng thuốc ARV. Tuy nhiên, trung bình hàng năm có 7 đến 8 bệnh nhân bỏ điều trị vì nhiều lý do. Do cái điều kiện là
chưa cái độ phủ của cái các cơ sở thuốc ARV trên địa bàn tỉnh, địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì tương đối rộng. Chính vì vậy nên là có một số bệnh nhân ở những cái huyện mà xa có thể đến tiếp cận thì coi như là cái nó có còn gây những cái khó khăn khi bệnh nhân đến tiếp cận với cái cơ sở điều trị thuốc ARV, khó khăn trong cái việc đi lại, nhất là những cái đồng bào sâu vùng xa thì đấy nó là một trong những khó khăn rào cản đối với cái người nhiễm HIV mà khi tiếp cận với điều trị thuốc ARV trên địa bàn. Bên cạnh những nguyên nhân nêu trên thì vấn đề chi phí điều trị cũng làm ảnh hưởng gián đoạn cho các bệnh nhân trong việc điều trị. Cụ thể, nếu điều trị bệnh theo phác đồ 1, bệnh nhân nhiễm HIV phải mất hơn 4 đến 5 triệu đồng một năm để mua thuốc ARV. Nhưng đối với bệnh nhân kháng thuốc phải điều trị phác đồ 2 thì chi phí điều trị tăng lên 7 đến 8 lần. Vì vậy mà nguy cơ lây nhiễm khi bỏ điều trị là điều thường xuyên xảy ra. Thì khó khăn nhất là cái bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân không có tập trung tại cái thành phố Đà Lạt hoặc là trong cái xung quanh gần đây, nhưng mà đa số là ở các huyện khác họ chuyển về hoặc là cái tỉnh khác họ chuyển về thì cái phương tiện họ đi từng tháng thì họ rất là khó khăn, cho nên là đa số bệnh nhân là không có tuân thủ điều trị cho nó đúng, một số bệnh nhân thì bỏ điều trị. Sau hơn một năm, khoản viện trợ thuốc ARV miễn phí chấm dứt hoàn toàn, người bệnh phải tự bỏ chi phí điều trị nếu không có bảo hiểm y tế. Trên thực tế, đến nay, rất nhiều bệnh nhân HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Điều đáng lo lắng là số người bệnh còn lại chưa có bảo hiểm y tế sẽ bỏ điều trị vì không có khả năng chi trả, nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng sẽ cao. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thuốc ARV điều trị cho những người nhiễm HIV/AIDS nằm trong quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được bảo mật thông tin và người bệnh cũng có quyền lựa chọn phòng khám trên địa bàn trong phạm vi tỉnh, huyện lân cận. Đối với những người nhiễm HIV, việc điều trị bằng ARV cũng làm giảm 95% nguy cơ lây nhiễm HIV sang người khác. Do đó, việc bỏ điều trị không chỉ làm tăng nguy cơ kháng thuốc, kéo theo việc điều trị tốn kém gấp cả chục lần, mà điều lo ngại nhất sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV sang người khác. Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng có 3 cơ sở điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV, gồm Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và Bệnh viện Đa khoa 2 ở thành phố Bảo Lộc. Bị là lúc là năm 2010 là mới biết, mà để rất là lâu. Tới lúc mà bị viêm phổi rồi mới đi xét nghiệm rồi mới biết được. Nói lúc đầu thì cũng có sợ, người nhà cũng có sợ. Thì riết từ từ rồi cũng quen rồi cho nên không sợ nữa. Lúc đầu cũng bị xa lánh dữ lắm, bị kỳ thị dữ lắm. Mà rồi có mẹ với dì rồi động viên ở bên cạnh chăm sóc rồi, cho nên nói chung cũng an ủi được phần nào, đỡ tủi thân. Chúng tôi cũng đang tham mưu cho Sở Y tế về việc mở rộng các cái cơ sở điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh. Thì sắp tới thì từng bước một chúng tôi sẽ đề xuất để mở rộng các cơ sở điều trị. Trước tiên thì sẽ mở rộng ở những cái địa phương mà có nhiều người nhiễm HIV để tạo cái điều kiện cho người nhiễm HIV thuận lợi trong cái việc tiếp cận với cơ sở điều trị thuốc ARV để tuân thủ cái duy trì và tuân thủ cái điều trị thuốc ARV tốt, mang lại cái hiệu quả cao trong điều trị. Và dần dần thì sẽ tiến tới là mỗi huyện thành phố trong địa bàn tỉnh chúng ta thì có một cái cơ sở điều trị thuốc ARV, thì nó sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cái việc mà tiếp cận của bệnh nhân trong cái công tác điều trị thuốc ARV. Thuốc ARV có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh mà còn giảm lây nhiễm HIV sang người khác. Đây cũng được coi là hướng đi đúng khi sử dụng nguồn thuốc từ quỹ bảo hiểm y tế. Vì vậy, điều trị ARV được xem là giải pháp dự phòng tích cực. Người nhiễm HIV phải sử dụng thuốc hàng ngày lâu dài nên nhu cầu cũng như kinh phí mua thuốc là rất lớn. Vì vậy, để được điều trị thuốc ARV liên tục thì việc tham gia bảo hiểm y tế của bệnh nhân là rất cần thiết. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay.
nhằm khuyến khích công chức viên chức người lao động, học viên sinh viên các trường cao đẳng đại học thi đua dạy tốt học tốt, tham gia nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Khối thi đua các trường cao đẳng đại học trên địa bàn Lâm Đồng vừa tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2018-2019 tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng. Với chủ đề đoàn kết đổi mới sáng tạo trong dạy và học, đẩy mạnh đào tạo gắn với doanh nghiệp và nhà tuyển sinh. Trong năm học mới, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nhà giáo và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường, khuyến khích giảng viên, cán bộ, viên chức thực hiện đề tài sáng kiến, giải pháp, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho 4 trường gồm Trường Chính trị Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2017-2018. Hôm qua 16 tháng 10, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Công ty Điện lực tỉnh và huyện Đông Rông tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo đó, 4 gia đình chính sách, gia đình khó khăn được nhận nhà trong dịp này gồm ông Nguyễn Huy Vẽ ở xã Đà Cờ Nàn, ông Cơ Liên Cờ Rờ Sran, xã Đà Long, ông Đào Quang Thế và ông Phùng Văn Tám ở xã Đà Rờ San. Đến nay, Lâm Đồng đã có 10 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn các huyện Đâm Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh và Cát Tiên được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam trao tặng nhà, với mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cho biết, trong những năm qua, đơn vị luôn đồng hành cùng với tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhằm giúp đỡ chia sẻ bớt những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện về nơi ăn chốn ở để ổn định cuộc sống, đồng thời qua đó chung tay cùng với địa phương trong việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Cũng tại huyện Đâm Rông, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã đến thăm và tặng quà cho học sinh trường tiểu học Đà Long và đại diện già làng trên địa bàn xã. Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang là chủ đề của chương trình giao lưu thơ nhạc vừa diễn ra sáng nay 17 tháng 10 tại Nhà văn hóa Lao động do Câu lạc bộ thơ tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018. Tại đây, các thành viên của Câu lạc bộ thơ Lâm Đồng được ôn lại truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam, được thể hiện các tiết mục hát, làm thơ, ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Qua các tiết mục đã khẳng định vị trí của người phụ nữ, dù ở bất kỳ thời đại nào, cũng có vai trò quan trọng trong xã hội và gia đình. Đồng thời đây cũng là sân chơi để mỗi hội viên câu lạc bộ thơ Lâm Đồng được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác thơ, nhạc, để từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức của những người yêu và làm thơ tại Đà Lạt. Dịp này, các hội viên câu lạc bộ thơ còn được tham gia trả lời các câu đố vui về Đà Lạt nhân kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, Công an huyện Đức Trọng cho biết đang tiến hành điều tra vụ trúng đạn chì của anh Vũ Văn Kỳ, trú ở xã Tân Hội, huyện Đức Trọng. Chiều 16 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết đã gấp thành công viên đạn chì trong ổ bụng của anh Vũ Văn Kỳ, sinh năm 1992, trú xã Tân Hội, huyện Đức Trọng. Được biết khoảng 7 giờ ngày 15 tháng 10, anh Vũ Văn Kỳ đang phun thuốc cho vườn cà rốt tại thôn Ba Cảng, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Trong lúc đang kéo dây thì anh Kỳ cảm nhận nhói đau vùng bụng, chảy máu bên hông khiến anh ngã gục. Bà Lê Thị Hưng là mẹ anh Kỳ phát hiện, vội hô hoán người nhà đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Kỳ, người trực tiếp phẫu thuật, thì vết đạn đi vào từ vị trí hông phải xuyên thủng mạc treo đại tràng bên phải, thủng ruột non 4 lỗ và thủng mạc treo đại tràng ngang. Viên đạn được xác định là kim loại chì nằm dưới da sườn trái của nạn nhân. Hiện các bác sĩ đã gấp được viên đạn ra khỏi ổ bụng, nạn nhân chuyển biến tốt. Theo công an địa phương cho biết, bản thân gia đình anh Kỳ thuần nông, không mâu thuẫn với ai. Vườn cà rốt của gia đình anh Kỳ ở bìa rừng nên công an đang điều tra theo hướng đạn lạc do săn bắn trái phép.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Trọng điều tra. Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước và quốc tế. Giá cà phê tươi tăng mang lại niềm phấn khởi cho bà con nông dân trong loại cây này. Câu chuyện thoát nghèo không chỉ là bài toán nan giải của Việt Nam mà cả trên toàn thế giới. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, một số vườn cà phê đã bắt đầu cho thu hoạch. Đáng mừng là những ngày gần đây giá cà phê đang có hướng tăng dần. Từ mức 33.000 đồng một ký hồi cuối tuần trước đã nhích lên gần 37.000 đồng một ký. Giá tăng đã thổi một luồng không khí vui tươi phấn khởi để bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lứa cà phê đầu tiên của niên vụ 2018-2019. Ông Nguyễn Trọng Thu ở xã Kiến Thành, huyện Đắk Rờ Lấp có hơn 3 hectare cà phê. So với các địa phương khác ở huyện Đắk Rờ Lấp, cà phê chín sớm hơn, đặc biệt là những diện tích đang cho thu bói. Tranh thủ lúc giá đang tăng, ông Thu huy động lực lượng ra vườn thu hái dần. Vừa tránh tình trạng thiếu nhân công, lúc cà chín rộ, vừa kịp bán với giá cao. Hôm nay cà có nhích lên chút đó, đâu thì 33 mà sáu lên 37 đó. Thì giờ đứng nhờ bà con anh em mà bắt vào á, chuẩn bị thu hoạch. Nên là gia đình mà bữa trước phải bắt ta, cà thì 178 ngàn một cống. Thì giờ đứng luôn tiền ít thì gia đình tự hải. Sáu nay chín rộ thì khi nào mới thuế cống để đâu bật đồng tiền đấy. Tương tự tại thị xã Gia Nghĩa, những ngày này, nông dân cũng đang tranh thủ thu hoạch những diện tích cà phê chín sớm. Đầu mùa thu hoạch chưa được nhiều, cộng thêm giá đang trên cao, nên người dân đều chọn phương án hái đến đâu, bán tươi đến đó. Đầu mùa mình hải bỏ thì mình bán cà tươi được. Rồi khi nhiều thì mình xảy ra mình bán cá nhân, coi mạng cá nhân. Giá cà phê tăng thêm khoảng 4.000 đồng một ký. Tuy nhiên, nhiều nông dân cho biết, mức giá này, người trồng cà phê vẫn chưa lãi vì hiện giá các loại vật tư và nhân công đều tăng cao. Do đó, thay vì thuê mướn nhân công, thì nhiều nông hộ vẫn đang tìm cách kéo dài vụ thu hoạch để tận dụng công nhà hoặc chọn hình thức đổi công để đỡ chi phí thuê nhân công, tăng nguồn lợi nhuận cho gia đình. Phú Yên đang bước vào mùa mưa. Thời tiết có gió mùa kết hợp nắng mưa đan xen là điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh trên gia súc phát sinh gây hại trở lại. Để chủ động phòng bệnh trên đàn gia súc, ngành thú y Phú Yên đang triển khai công tác phòng bệnh cho đàn gia súc, đặc biệt là bệnh lông mồm lở móng. Ông Nguyễn Minh Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Phú Yên cho biết, nhận định bệnh lở mồm lông móng và một số bệnh thường gặp sẽ tái phát trên đàn gia súc trong giai đoạn có gió mùa. Chi cục thú y tỉnh đã triển khai công tác tiêm phòng từ tháng 9 và phấn đấu hoàn tất trong tháng 10. Trong đó ưu tiên vaccine cho một số vùng có ổ dịch cũ như Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Ea Lâm, huyện Sông Hình, Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, đồng thời cấp thuốc tiêu độc khử trùng để các địa phương triển khai phun tiêu độc ở các khu vực có ổ dịch cũ, hạn chế thấp nhất nguy cơ tái phát dịch bệnh trên đàn gia súc. Phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đã chuyển từ đơn chiều sang đa chiều. Vì vậy, xác định tình trạng nghèo không chỉ đơn thuần là về thu nhập, mà là cả về sự thiếu hụt, không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Vì thế, ngay tại cả các đô thị lớn cũng đang phải đối mặt với những thách thức giảm nghèo. Tuy nhiên, bức tranh nghèo đô thị cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, người nhập cư cũng cần được xem xét trong các cuộc rà soát, thì chính sách giảm nghèo mới thực sự hiệu quả. Nhưng ngày quốc tế xóa bỏ tình trạng đói nghèo 17 tháng 10 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau. Lên thủ đô Hà Nội kiếm sống đã lâu, thế nhưng những sinh hoạt tối thiểu với người đàn ông này cũng là điều gì đó quá xa vời. Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách với thu nhập bấp bênh, công việc không ổn định khiến anh đành phải chấp nhận. Đi đứng không tiện, hai nữa là thay quần áo là phải nằm với thay được. Trời nắng thì bờ rô này nó nóng. Thì bây giờ lao động phổ thông thì phải chấp nhận thôi. Mà nhà mình đâu đòi hỏi. Vì thiếu đất sản xuất, cộng với cuộc sống khốn khó ở quê, rất nhiều người đã đến thành phố lớn để tìm cơ hội đổi đời. Song chính họ lại trở thành những người nghèo đô thị, không nhà cửa, không công việc ổn định, chấp nhận sống trong điều kiện nhiều thiếu thốn. Cả gia đình luôn. Nói chung là cuộc sống ở đây, nói chung là đi làm lao động phổ thông, hai vợ chồng là làm ngày nào là biết ngày đấy, không có làm là không có ăn. Nghèo khó nhưng không có hộ khẩu,
không thuộc danh sách hộ nghèo nên những lao động di cư cũng ít được quan tâm và hưởng các chính sách ưu đãi như tiền hỗ trợ, miễn giảm học phí. Không chỉ khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công, người nghèo nhập cư còn gặp phải nhiều rào cản ở các dịch vụ an sinh như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong tương lai sẽ có rất nhiều các cái nhu cầu mới phát sinh, vì vậy đòi hỏi là các cơ quan quản lý cũng cần nắm bắt kịp thời những cái nhu cầu này để bổ sung những cái tiêu chí vào việc xác định đối tượng cũng như là xây dựng những cái chính sách phù hợp hỗ trợ người nghèo trong cái bối cảnh nghèo đô thị. Chiếm 7,7% dân số, tuy nhiên đa phần người lao động nhập cư phải sống trong điều kiện nghèo nàn, gặp khó khăn tiếp cận với các dịch vụ công và an sinh xã hội. Để giải quyết vấn đề nghèo đô thị thì không thể để nhóm đối tượng này đứng ngoài chính sách. Không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, đến nay dù đã nỗ lực rất nhiều, song câu chuyện thoát nghèo vẫn là bài toán nan giải. Và câu chuyện của những người nghèo sống giữa lòng đô thị xa hoa là một minh chứng cho sự khó khăn ấy. Vicky đến từ London, Vương quốc Anh, là một bảo mẫu. Trước đây cô từng nghĩ thu nhập từ công việc này có thể giúp cô trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, từ khi quyết định làm mẹ đơn thân, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Cô phải sắp xếp việc trông con và đi làm. Mỗi tháng, cô thu nhập khoảng 1.600 bảng Anh, nhưng vẫn không đủ chi trả cuộc sống của hai mẹ con, và cô vẫn phải dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi từ quỹ từ thiện của địa phương. Cuộc sống của tôi vô cùng bấp bênh. Tôi đã cố gắng đi làm để tăng thu nhập, nhưng tôi vẫn chỉ là một người mẹ nghèo khó phải dựa vào trợ cấp và quỹ từ thiện. Còn đây là gia cảnh của anh Kay Morris. Con gái anh bị mắc chứng tự kỷ, vợ anh buộc phải ở nhà chăm sóc con. Kay trở thành trụ cột tài chính duy nhất trong nhà. Anh kiếm sống bằng công việc lao động chân tay toàn thời gian. Tôi ước mình có thể đưa vợ đi ăn nhà hàng. Tôi ước mình có thể đưa các con đi du lịch. Nhưng một chuyến đi xa vài ngày như thế sẽ tiêu hết số tiền tôi làm ra trong 2 đến 3 tuần. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới đưa ra vào ngày 20 tháng 9, số người nghèo cùng cực với mức thu nhập dưới 1,9 đô mỗi ngày trên thế giới đã giảm xuống 736 triệu người, chiếm khoảng 10%. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo của các chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế. Song tổng số người phải sống trong cảnh nghèo đói như hiện nay vẫn đang ở mức không thể chấp nhận được. Ngày 16 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến hành cải tổ chính phủ, trong đó đáng chú ý nhất là quyết định đưa lãnh đạo đảng cầm quyền nền Cộng hòa tiến bước vào vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Việc cải tổ này được cho là nhằm ổn định bộ máy chính quyền sau khi làn sóng từ chức hàng loạt và khởi động lại kế hoạch cải cách đang có dấu hiệu chững lại. Tân Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner, 52 tuổi, là chủ tịch Đảng Nền Cộng hòa Tiến bước và là người ủng hộ nhiệt thành ông Macron từ những ngày đầu vận động tranh cử Tổng thống. Với việc đưa ông Castaner vào chiếc ghế nóng ở Bộ Nội vụ, Tổng thống Macron muốn củng cố chính phủ sau một loạt đơn từ chức, đồng thời thúc đẩy động lực cải cách hiện đang có dấu hiệu giảm sút. Ngoài chức Bộ trưởng Nội vụ, các bổ nhiệm mới trong đợt cải tổ này còn bao gồm người đứng đầu các bộ văn hóa, nông nghiệp và gắn kết lãnh thổ. Trong khi đó, các vị trí quan trọng khác như Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính vẫn giữ nguyên. Cuộc cải tổ này xuất phát từ quyết định từ chức bất ngờ của cựu Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb hôm 2 tháng 10. Sự việc được coi là một cú giáng mạnh trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Macron ở mức thấp kỷ lục. Facebook cho biết sẽ yêu cầu những người đang quảng cáo có nội dung chính trị tại Anh trên mạng xã hội này phải tiết lộ danh tính, cũng như một số thông tin quan trọng khác. Đây được xem là động thái của mạng xã hội lớn nhất thế giới nhằm tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn tin giả. Trong thông báo đưa ra ngày 16 tháng 10, Facebook tuyên bố những nhà quảng cáo đề cập đến các tài liệu, chính đảng hoặc những chính khách sẽ phải cung cấp thông tin về danh tính, vị trí của họ, cũng như nêu rõ trên Facebook ai sẽ trả tiền cho mục quảng cáo đó. Thông tin trong các mẫu quảng cáo sẽ được lưu trữ trên nền tảng Facebook tới 7 năm. Facebook đánh giá đây sẽ là một bước quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các cuộc bầu cử, cũng như giúp ngăn chặn tình trạng lạm dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới này để phát tán tin giả. Thông báo trên được đưa ra sau khi Quốc hội Anh kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn các công ty công nghệ như Facebook liên quan đến nạn phát tán thông tin chính trị sai lệch, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về địa chính trị như Anh bỏ phiếu năm 2016 về việc rời khỏi Liên minh châu Âu. Tại Mỹ, Facebook cũng đã bị chỉ trích gay gắt do kiểm soát lỏng lẻo những tin tức giả mạo mà nhiều người cho rằng đã tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, giúp ông Donald Trump giành thắng lợi.
phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Thảo Thị Mỹ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 5 xã Romen, huyện Đam Sông, tấm gương sáng trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế và tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt lối sống văn hóa ở địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, nhiệt tình, say mê, trách nhiệm với công việc và luôn nhân ái hòa đồng với mọi người là những lời nhận xét của nhân dân thôn 5 xã Romen, huyện Đam Rồng dành cho người chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, chị Thảo Thị Mỹ. Không chỉ giúp chị em ở thôn phát triển kinh tế, gia đình, chị Mỹ còn giúp những người phụ nữ Mông ở đây mạnh dạn, tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống. Việc chị Thảo Thị Mỹ làm cán bộ hội phụ nữ thôn xã là một niềm vui và vinh dự đối với đồng bào Mông ở thôn 5. Bởi phụ nữ Mông, từ khi vào vùng đất Đam Rồng sinh sống đến nay, chỉ quanh quẩn từ cái bếp đến nương rẫy. Thiếu nữ chưa qua tuổi trăng tròn đã lấy chồng, chẳng được đến trường, nói gì đến việc tham gia công tác xã hội. Vậy mà chị Mỹ vẫn vượt lên trên mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ do các cấp phân công. Với sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền huyện Đam Rồng, chị Mỹ đã cùng cán bộ thôn 5 và người dân xây dựng mảnh đất định cư mới của người Mông ở cao nguyên này thành một ngôi làng ba không, không rượu, không thuốc lá, không tệ nạn. Nhờ đó, thôn 5 xã Romen có 160 hộ thì đã có đến 140 hộ đạt gia đình văn hóa, 100% con em được đến trường, hộ nghèo nay chỉ còn 30 hộ. Chị ấy thì làm chi hội trưởng thì tốt rồi, nói chung gia đình thì cũng tốt và cũng khá, nói chung việc làm kinh tế thì nói chung làm thì cũng khó khăn, nhưng mà chị ấy cũng dốc hết sức làm công việc. Phụ nữ bên bọn em ví dụ như nhiều lúc cũng gặp nhiều khó khăn thì chị mới cũng đến và động viên nè, an ủi mọi người. Để chị em hội viên tin tưởng và làm theo, bản thân chị Thảo Thị Mỹ phải là người xây dựng được gia đình của mình trở thành gia đình văn hóa, nhất là trong việc phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, chị Mỹ có hơn 2 hectare cà phê giống mới, đã cho thu khoảng 8 tấn nhân một năm, thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình chị Mỹ còn tự ươm cây giống cà phê cho năng suất chất lượng cao để giúp nhiều hộ trong thôn có thể chuyển đổi những giống cây già cỗi kém năng suất trước kia. Công an đi vận động chị em á, vận động chị em là tham gia vào hội hay là vào hội viên á, đi thu cái số tiền mà tiền hội phí á, thì cái đấy thì rất là khó khăn, bởi vì là có nhiều chị em thì người ta cũng khó khăn. Ở nhà nào mà khó khăn nhất là người ta có bệnh tật cái gì, người ta ví dụ là năm nào người ta không làm được. Đấy, nhà đấy là khó khăn nhất là không làm được, không có người đi làm việc thì cũng là mấy chị em là cũng là ít nhất phải có 15 hay là 20 người chị em đi giúp nhau cho cái nhà đấy một ngày. Việc tuyên truyền vận động chị em phụ nữ và bà con nhân dân thực hiện tốt lối sống văn hóa, không mê tín dị đoan, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được chị Mỹ đến từng gia đình để triển khai. Các mô hình tiết kiệm, tổ giúp nhau đổi công, tổ dọn dẹp vệ sinh môi trường, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc cứ thế được hình thành và đã giúp cho nhiều chị em phụ nữ ở thôn 5 phát triển kinh tế, có được cuộc sống ổn định hơn. Mức thu nhập bình quân đầu người của thôn là 30 triệu đồng một người một năm đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc về đời sống kinh tế của người Mông tại xã Romen, huyện Đam Rồng. Chị Mỹ là một người chi hội trưởng rất linh hoạt và linh động, vận động chị em là phát triển kinh tế rồi chuyển giao khoa học kỹ thuật trên cây cà phê và cây lúa nước rồi. Thực hiện các cái mô hình giống như mô hình hiện tại phụ nữ đang còn có cái mô hình là quanh bếp quanh vườn và mô hình là 503 sạch là hiện tại là chị Mỹ là thực hiện rất tốt mà để cho các cái chi hội trưởng của các chi hội khác là học theo. Là người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chị Thảo Thị Mỹ đã trở thành một tấm gương sáng cho bà con ở thôn 5 học tập. Với chị Mỹ, phần thưởng lớn nhất trong suốt những năm làm công tác phụ nữ chính là sự tin tưởng của chị em, của bà con nơi đây. Để rồi, những người phụ nữ Mông sẽ trở nên tự tin, mạnh dạn hơn để làm chủ kinh tế, làm chủ cuộc sống trên vùng đất mới Đam Rồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.